Vâng, hình ảnh quý vị các bạn đang theo dõi là một chiếc xe Morning, Kia Morning bảng SI số tự động, à số sàn anh ạ, số sàn. Và các vị khách hàng đang xem chiếc xe này và mình đã có video review cái đây khoảng gần một tuần đấy, 2015 anh ạ, chỉ có nhiều 200 là anh em có thể sở hữu một mẫu xe hatchback đô thị. Máy đỏ này nó ăn xăng như người anh ạ, rất nhiều tính năng. Xe rất là căng cứng và đẹp anh ạ, khá là chất. Em nó rất là đẹp, lục lạc chiếc xe khá ok. Chiếc này anh em nào đi gia đình cũng như là để thì chút dịch vụ cũng rất là ok. Một xe này bố sở kép nha, động cơ có 1.1 bản SI là bản đủ, có rất nhiều tính năng. Anh em dùng các tì chống cốp này, đây, các rãnh thoát này, keo chỉ này rất là ok đó. Đây anh em xem, mức cao tín hiệu chuẩn của nó chỉ có 6.1 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, rất là rẻ. Tay cái đóng cửa mở ốp là ôm cả đôm này. Trong quanh đều chú gái chú đang đứng. Anh em xem này, sườn rất là thông, nhiều tính năng. Đấy, màn hình ăn ở thôi. Xem xe ạ. Xe máy nổ rất êm, có đèn trang bị đèn bi sơ lông, thấy không? Bóng dáng rất là căng cứng, đèn rất là sáng luôn. Đây xe Quảng Ninh mà. Em thay biển được nhỉ? Anh nhỉ, thay biển được đúng không? Biển đẹp mà. Thay biển rất nhiều tiền không? Rất là ok anh ạ. Con này được không em? Chiếc xe mang cái giải đèn LED rất là đẹp luôn anh ạ. Nếu quý vị nào chưa mua xe này thì có thể liên hệ công minh nhé. Còn nếu mà quý vị khách hàng chốt rồi thì quý vị chờ xem sau. Còn công minh cũng xin phép dừng video ở đây. Trên này cảm ơn anh em, xin chào anh em ở các video sau nhé. Mẫu xe này rất phù hợp cho anh em đi tránh rét cũng che mưa che nắng, rất tiện lợi và tiết kiệm. Bộ xe nó rất là ưu việt, một mẫu hatchback nó luôn được anh em săn tìm và thị phần hatchback Việt Nam rất nhiều người đi mẫu xe này. Trên này cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.